Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta biết tổng độ dài tất cả các cạnh của hình hộp chữ nhật này là 8100. Như vậy chúng ta biết một hộp hình chữ nhật sẽ có 4 chiều dài, 4 chiều rộng và 4 chiều cao. Như vậy chúng ta lấy số 4 ra bên ngoài. Chia 2 với cho số 4 thì chúng ta có A cộng B cộng C bằng 2025. Để đi tìm giá trị thể tích lớn nhất của cái hình hộp này thì chúng ta sẽ có V bằng A, B, C. Như vậy, ở đây chúng ta có tổng là cái cục này. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy con C nha. Bằng 2025 trừ A trừ B. Như vậy, chúng ta sẽ thế C thành cái cục này. Và chúng ta sẽ có AB nhân cái 2025 chữ A và chữ B. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phương trình FAB có hai biến ở đây. Bây giờ muốn đi tìm thể tích lớn nhất thì chúng ta phải đi tìm cực trị của nó. Đầu tiên chúng ta sẽ đi đạo hàm F hệ biến của A và đạo hàm F hệ biến của B. Như vậy, đạo hàm F hệ biến của A thì A coi như là một biến số, B mình coi như là một hằng số. Khi chúng ta đạo hàm A thì chúng ta sẽ có số 1. Còn này là 2AB, đây là B bình phương. Cục tiếp theo, nguyên ngược lại, B sẽ là một biến số, A sẽ là một hằng số. Khi chúng ta đạo hàm chúng ta sẽ có số này. Sau khi chúng ta đạo hàm xong, thì chúng ta phải cho FA bằng 0, FB bằng 0. Tiếp tục, chúng ta để dấu trừ ở đây, đổi dấu lại. Chúng ta nhân trừ 1 cho hai bên đó. Sau đó chúng ta cộng hai cái cục phương trình này lại. Thì chúng ta có B trừ cho A. Cục này thì trừ cục này. Và chúng ta sẽ có A bình phương trừ B bình phương. Tiếp tục, A bình phương trừ B bình phương là một hằng đẳng thức đáng nhớ. Tiếp tục, chúng ta lấy dấu trừ này ra và đổi dấu lại thành A trừ B. Như vậy, chúng ta có A trừ B làm nhân tử chung. Như vậy, chúng ta sẽ có hai phương trình, một là A trừ B bằng 0 và hai là cái cục này bằng 0. Tuy nhiên, đối với cục thứ hai, khi chúng ta có A cộng B bằng 2025 thì nó sẽ vô nghĩa. Tại sao? Khi chúng ta thấy cái số 2025 này vào, C sẽ bằng 0. Điều này chứng tỏ cái hình hộp này sẽ vô lý, tại vì C bằng 0 là chiều cao, cho nên cái cục này chúng ta sẽ loại. Như vậy chúng ta chỉ còn lại A bằng với lại B. Như vậy chúng ta quay lại cái cục bài toán này. Như vậy khi A bằng B chúng ta sẽ thế cục này vào đây. Thì chúng ta đổi thành một biến thôi. Thì chúng ta sẽ có như thế này. Cái này sẽ là trừ 2A mũ 3. Và C ở đây á, nó sẽ là 2025 trừ cho 2A. Tuy nhiên, C của chúng ta á, thì có điều kiện là nó là lớn hơn hoặc bằng 1890. Như vậy, chúng ta có cục này sẽ lớn hơn hoặc bằng 1890. Như vậy, A mình tính ở đây sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng 67.5.
Trong khi đó, A bị chặn lại ở phía dưới là số 19. Như vậy chúng ta đã có điều kiện ràng buộc của A. Như vậy chúng ta có cục này nằm ở đây. Tuy nhiên á, nếu chúng ta khảo sát hàm số thì chúng ta đạo hàm V phẩy lên. Thì chúng ta có số 2A trừ cho 2 nhân cho 3A bình phương. Bây giờ chúng ta rút gọn cục này đi. Thì chúng ta sẽ có kết quả là 4050 trừ cho 6A bình phương. Thì chúng ta cho V phẩy bằng 0 để đi tìm cực trị của nó. Thì chúng ta có cục này bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ bấm máy tính cục này ra. Chúng ta có hai số, đó chính là A bằng 0 và A bằng 675. Tiếp tục, chúng ta vẽ bảng biến thiên. Chúng ta có A nè, có V phẩy nè, và V nè. Chúng ta biết A bắt buộc phải là số dương. Và A phải nằm trong khoảng từ số 19 cho đến 675. Như vậy chúng ta có số 0 nằm ở đây. Chúng ta có số 19. Chúng ta có 67.5. Và 675. Như vậy, chúng ta biết rằng ở đây số 0 nè. Đây số 0 nè. Trong khi đó, chúng ta có trừ 6 có nghĩa là số âm, có nghĩa là dấu ở bên đây á, bắt buộc phải là số âm. Từ 0 qua đây sẽ là dương, dương, đây là dương. Bây giờ chúng ta lấy số 0 này nè, thế vào đây chúng ta có số 0. 675, thế vào đây chúng ta có 307 triệu. Bây giờ chúng ta lấy hai cái số này nè, thế vào đây. Chúng ta có 717.307. Còn số tiếp theo, chúng ta ra 8.611.312 gì đó. Thì chúng ta thấy rõ nha. Số lớn nhất nằm trong cái khoảng từ 19 cho đến 67.5. Chính là 8.611.000. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào có số này. Và đó chính là câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.